Xin chào tất cả anh em. Chúng ta đang đứng cạnh mẫu xe 7 chỗ gầm cao nhập nguyên chiếc, người em song sinh của Toyota Fortuner. Đó chính là Toyota Rush. Đây, một chiếc xe gầm cao 7 chỗ và được nhập nguyên chiếc từ Indonesia. Nó hội tụ đủ trên mình những cái yếu tố có thể nói là hút khách Việt. Thứ nhất, gầm rất là cao. Đó. Xe nhập nguyên chiếc và 7 chỗ ngồi. Đó là những điều mà hầu hết người dân Việt Nam đều ưa thích khi lựa chọn một cái mẫu xe như vậy. Và điểm đặc biệt là mẫu Toyota Rush này có giá bán rất rẻ, nó chỉ có 668 triệu thôi. Đồng giá cho tất cả các màu sắc: trắng, đen, bạc, đỏ mận cũng như là đỏ cờ nhé các bác. Đỏ mận và đỏ nâu đều chung giá hết. Đây, chiếc màu trắng thì chúng ta có thêm một cái Rush màu. Toyota Rush này, ngoài cái việc 7 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc thì nó được trang bị thêm những cái tính năng như thế nào và có đáng giá để cho các bác xuống cái mức tiền 668 triệu hay không? Các bác lui xuống phía dưới một chút thì chúng ta có cái đèn sương mù được thiết kế kiểu tam giác này, rất là phá cách. Nó ôm trọn cùng với cái hệ thống cản chống va đập này. Đấy. Và đây là tổng thể phần đầu. Cái góc thoát của Rush này cũng rất lớn các bác nhá. Gần 30 độ cơ. Ở hệ thống đèn này này thì chúng ta sẽ được trang bị cái tính năng tự động bật tắt. Đây, tổng thể phần đầu em thấy cũng rất là ổn. Ở phần bên hông này thì như các bác đang quan sát, chúng ta sẽ có hai cái đường gân dập nổi cỡ lớn để định hình xe, kéo dài suốt từ cái phần tai gương phía trước cho đến cái phần đèn hậu phía sau. Và tương tự một dải phía dưới, nó sẽ nối liền hai cái vị trí hốc cua của lốp. Điều này thì như các bác đang quan sát là chúng ta sẽ thấy chiếc xe gần như lúc nào cũng đang chuyển động và như là lao về phía trước. Phần bên hông này còn có một số các tính năng khác, ví dụ như chúng ta có một cái gương chiếu hậu, chỉnh điện gập điện, tích hợp xi nhan LED trên gương. Một chiếc tay nắm cửa cùng màu thân xe, tích hợp nút bấm mở cửa thông minh, chỉ cần mang theo chìa khóa và các bác bấm như này, xe sẽ mở được cửa. Rồi. Ở đây này, bộ la răng rất là đẹp. Nó có cái gì đó nó giống la răng của mẫu CR-V đời 2016-2017. La răng 17 inch. Đi kèm với cái thông số lốp là 215-60R17. Hơi tiếc một chút khi một cái mẫu xe tầm cao như thế này Toyota lại chưa trang bị sẵn cái bậc dẫm ở bên hông. Nếu mà có bậc dẫm thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều khi mà chúng ta lên xuống xe, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Ở phần đuôi xe này, ở phần đuôi này thì như các bác thấy là cụm đèn vẫn là cái điểm ấn tượng nhất. Đây, chúng ta sẽ có một cái đèn LED toàn bộ luôn, ban đêm thì sáng lắm. Ở đây đèn xi nhan, đèn báo lùi. Phía trên chúng ta sẽ có một cánh hướng gió, một cái anten vây cá mập. Và chiếc Toyota Rush này nó chỉ có duy nhất một bản thôi. Ở đây chính là bản S thể thao Sport. Đó, phía đằng sau này thì chúng ta cũng được trang bị một cái cản chống va đập giống như phía trước, được sơn cái màu bạc. Cái màu cản này là chung một màu các bác nhé. Hệ thống cảm biến lùi và camera lùi cũng đã được trang bị ở trên mẫu xe Rush này. Rồi, đó là tổng thể về phần bên ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ ngó qua một chút về khoang không gian nội thất phía trong để xem chiếc xe này ngồi nó có thoải mái không ạ. Đầu tiên thì em sẽ mở cái cốp này ra. Cốp này chưa phải cốp điện các bác nhé, cốp cơ đấy, nhưng mà nó có trợ lực rất là nhẹ. Đây là khoang không gian của hàng ghế, của khoang hành lý. Đấy, như các bác thấy là ghế của chiếc Rush này cũng có thể gập được. Và nó có hai kiểu gập. Các bác có thể gập xuống như thế này. Hoặc trường hợp thứ hai, nếu cần gia tăng thêm thì các bác có thể dựng nó lên như thế này. Đấy, gập hẳn lưng ghế vào. Ở vị trí này các bác nhá, chúng ta có sẵn cái cổng sạc 12V này.
rồi là cái khay để cốc rất là thuận tiện dành cho cái hành khách ở cái hàng khoang hàng ghế thứ ba đó. Đây là tổng thể về cái khoang thứ hai này. Đây hàng ghế thứ hai đây các bác nhìn này, ở hàng ghế thứ hai này ấy, thì chúng ta có thể trượt ngả được, và ở đây có một cái rất hay này đó. Ở cái vị trí mà tay em đang cầm này nó có một cái lẫy, cái lẫy này thì tôi ta gọi là cái lẫy một chạm. Đây, các bác chỉ cần gạt như này thôi, ngay tức khắc là chiếc ghế nó sẽ tự động nó đẩy lên như thế này. Và khi mà các bác đẩy lên như này rồi thì chúng ta sẽ có một cái khoảng ra vào xe rất là dễ, nó khoảng đâu đó gần 40 phân cơ, chúng ta bước thoải mái luôn. Cửa gió điều hòa cũng đã được trang bị cho tất cả các hàng ghế luôn. Và đáng chú ý là điều hòa của Root ý, là một dạng điều hòa với hai vùng lạnh, hai dàn lạnh luôn, đảm bảo không gian rất là thoải mái. Còn đây chính là cái khoang cabin này. Thì như các bác thấy là cái khoang cabin của Root ý, thì Tota người ta lựa chọn cái khả năng phối màu giữa cái màu đen xám và cái màu be trắng. Cái điều này thì giúp cho chiếc xe nhìn nó có cái gì đó nó rất là trẻ trung. Cái phần trắng trắng như các bác đang nhìn ấy, thực tế là nó bằng nhựa đấy, nhưng mà nhựa giả da. Còn đây tổng thể khi mà em ngồi vị trí khoang lái nó sẽ như thế này. Vô lăng thì bọc da rất là mềm, tích hợp đầy đủ tất cả các nút bấm này, thậm chí cả đàm thoại rảnh tay đó. Như thường lệ thì bên này chúng ta vẫn có đầy đủ cụm đồng hồ hai vùng riêng biệt, màn hình TFT 4,2 inch. Bên cạnh chúng ta sẽ có một cái đầu DVD nhé, 7 inch, và đặc biệt là sẽ có cả 8 loa đi theo kèm luôn. Lùi xuống phía dưới là hệ thống điều hòa tự động với hai dàn lạnh, nút bấm khởi động start up, khởi động thông minh này. Điều hòa hai dàn lạnh thoải mái lắm. Còn đây là cái đèn cảnh báo thắt dây an toàn ở từng cái vị trí một luôn, ba vị trí cho hàng ghế thứ hai và hai vị trí cho hàng ghế thứ ba. Cái này nếu mà có người ngồi lên mà các bác không thắt là xe nó sẽ cảnh báo luôn, thì cái này rất là an toàn. Lùi phía dưới chúng ta có cổng sạc 12V này, một khay để cốc nhỏ, hộp số tự động 4 cấp và có thể chuyển sang chế độ lái bán tự động. Dĩ nhiên là vẫn phanh thay dạng cơ thôi. Đó, cái đầu này rất là hay nhá. DVD 8 loa quanh xe luôn, mang đến một cái trải nghiệm về âm thanh khá là tốt. Hiện tại thì cái mẫu xe Root này về tính năng an toàn nó được trang bị theo tiêu chuẩn của NCAP châu Á. Chúng ta có cân bằng điện tử này, hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt, 4 phanh ABS cho 4 bánh, và đặc biệt là chúng ta có tới 6 túi khí quanh xe. 6 túi khí này thì bao gồm tất cả các vị trí luôn, dành cho người lái này, dành cho hành khách này, túi khí bên hông, hai túi khí hông và hai túi khí rèm đấy. Tota Root thì thật ra thị trường Indo với Thái Lan nghe dùng nhiều lắm, còn về Việt Nam mình thì nó mới về được khoảng nửa năm nay thôi, xe về ít, thế nên là các bác ít có cơ hội để sở hữu và mua xe. Tuy nhiên thì sắp tới ấy, thì Root nó sẽ về nhiều hơn. Và đây như các bác thấy là em đang có rất nhiều màu đen, trắng, đỏ, nâu, bạc, có thể giao sớm được trong vòng từ 7 đến 10 ngày kể từ tiền mặt cọc.